Thế bây giờ thầy bộ nhân đứng à? Bộ nhân đứng đọc là gì? Rấn, đúng rồi, thầy viết phẩy này, xong rồi sổ. À, thầy viết nhân đứng nào, lớp đọc lại này. Rấn. Rấn. Rồi, thầy viết đi ạ. Thế một dòng là được, phần nào không mang sách thì ta viết vào vở. Đấy, chữ một. Đúng rồi, đấy, các bước của nó đấy. Phẩy, xong rồi là sổ. Thì ta viết bổ sung luôn các chữ thiếu nét là ta viết bổ sung luôn, làm sao để ra được cái hình như này là được. Dạ, lần cũng tiếp được. Bố nhân đứng được rồi, bộ nhân đứng được chưa ạ? Phẩy sổ. Trong quyển bảng bộ ta đã gặp bộ này rồi đúng không? Tập viết của bảng bộ thầy đã hướng dẫn đã gặp rồi. Rồi tiếp theo ta viết sang bộ tử nào. Ngang ấn bút phẩy một cái đây gọi là ngang móc. Sau sổ ấn bút hất lên một cái đây gọi là sổ móc và nét ngang dài. Đọc bộ này là gì? Chữ. Đọc to lên nào. Chữ. Chữ. Đúng rồi, ta viết bộ tử nào. Thiên tử tôi gọi là gì? Thiên, thời ăn thiên nhá, thiên tử. Đúng rồi, thiên tử. Tử. Đó, tiếp theo ta có bộ nữ nói với người con gái đọc là gì? Nủy, ta cũng nói nủy. Nủy. Đi theo. Đã viết xong bộ mã nào. Ngang gập, sau đấy sổ gập gập móc. Đây là một nét nhá, nhưng mà nó viết qua mấy cái lần gập liền. Sổ này, gập ngang này, gập móc. Đọc bộ này là bộ mã đọc là gì ạ? Mã. Đúng rồi, ta còn nói mã. Đây là bộ mã giản thể nhá, chứ mã phồn thể thì thay vào nét ngang này là bốn nét chấm. Ở trên này sẽ khác một tí. Chúng ta sẽ học sau. Trong bài số 1 sẽ học chữ phồn thể sau. Dễ học trước khó học sau đúng không? Giản thể là dễ đúng không? Thì học luôn giản thể đã. Cho nên phồn thể ta chỉ xem đối chiếu chữ nào khác, người ta ghép vào là được. Mở.
mã. Thế để ta viết xong bộ khẩu. Sổ ngang gập và ngang đóng đọc là khẩu, là khẩu. Không. Đây nhá, nó phải từng bước như thế này. 3 nét. Sổ này, ngang gập một nét này, một nét ngang này từ trái sang phải. Bộ khẩu. Thì chúng ta về, chúng ta tải cái từ điển này về nhá. Chờ thầy chút. Thế nào, ta có bộ đại nào, ngang này, phẩy và nét mác đọc là tỏ. Chúng ta cùng đọc tỏ. Tỏ. Dạ. Ta ví dụ đại học chúng ta học nghĩa là gì nhỉ? Tả xuế, đúng rồi. Đại học năm thứ nhất ấy, thì cái cụm từ đầy đủ của ta gọi là tả xuế y nén chí. Tả xuế y nén chí. À, đại học nhất niên cấp. Thế nhưng mà chúng ta không nói như thế thì nó khó, nhưng mà nếu mà nói giản lược ấy, ta gọi là tả y đại nhất ấy, cũng có nghĩa là sinh viên năm thứ nhất. Ví dụ như nói là tôi là sinh viên đại học năm thứ nhất chẳng hạn, ta nói một câu đơn giản thôi, đó là của sư tả y. À, các lớp cũng nói của sư tả y. Tôi là sinh viên năm thứ hai là gì? Của sư tỏ. Của sư tỏ. Tôi là sinh viên năm thứ ba. Của sư tả san. Tôi là sinh viên năm thứ tư. Của sư tả sử. Tôi biết chữ tả tôi thầy đi. Vậy đại nhân gọi là gì? Tả rấn. Nào. Tiếp theo ta viết sang chữ số 1 nào, đọc là gì? Y, nó cũng đọc Y. Y. Rồi, viết Y tôi phải. Đếm từ này từ 1 đến 10 nào. Y ỏ san sử ủ liệu chi ba chiểu sứ. Có vẻ thuộc lầu lầu cái này lắm rồi. Tiếp theo chữ số bát là số 8 đọc là gì? Ba. À, ta viết chữ ba này, viết nhanh nào. Phẩy mác không được chạm nhau nhá. Ba. Chính xin anh chồng đâu vẫn lạnh nhỉ? Đây đây 27 độ rồi đấy. Rồi
Tiếp theo ta có pa nói thầy từ 80 đến 90 nào. Pa sử. Pa sử y. Pa sử o. Pa sử san. Pa sử sư. Pa sử u. Pa sử liệu. Pa sử chi. Pa sử ba. Pa sử chiều. Chiều sử. Rồi. Tiếp theo ta có từ ngũ là số 5 là ngang sổ ngang gập và ngang đóng. Ở đây nét sổ hơi chéo, ta sổ thẳng luôn cũng được. Ta đọc ủ, người cả nhà biết chữ ủ là thầy nào. Ủ. Lại nói 50 đến 60 nào, nói cho thầy nào. Ủ sứ. Ủ sứ y. Ủ sứ o. Ủ sứ san. Ủ sứ sư. Ủ sứ ủ. 56, 57, 58, 59, 60. Rồi, tiếp theo ta có từ đại là to đọc là gì? Tả, nó bằng mạnh nhau. Tả, tả, ngang, phẩy và nét tác. Tôi viết lại. Tả. Đại ca là gì? Ừ, tả cưa. Ừ, tả cưa. Rồi, sang từ bất là số 0 là nghĩa là phó từ phủ định, nghĩa là không, đọc là phủ. Ta cùng đọc phủ. Phủ. Ngang, phẩy, sổ và nét chấm. Nét chấm ta nhớ là đưa xuống và tô ngược lại một chút để nó đậm với đuôi nhá. Phủ. Không tốt tôi gọi là gì? Mà phủ khẩu. Phủ khẩu. Phụ là không. Từ phụ một đặc điểm lưu ý, khi nó kết hợp với thanh 1, 2, 3 thì ta vẫn đọc nguyên thanh 4, ta vẫn đọc là phụ. Nhưng nếu nó đi với thanh 4 hoặc thanh nhẹ là phải đọc là thanh 2. Cứ đơn giản từ tạ bên trên thì chúng ta học ấy, nó là thanh 4. Thì nó không to ta không nói là phụ tạ, nói là gì? Phú tạ. À, phú là thành thanh 2 rồi nhá. Ta đọc này, phú tạ. Phú tạ. Hết sức lưu ý cái đặc điểm này, vì khi chúng ta đọc sai là nghe không hiểu. Phụ vẫn là thanh 4. Khi đi về thanh 1, 2, 3, ta đọc nguyên thanh 4 là
Ủ. Nhưng nếu đi với thanh 4 hoặc thanh nhẹ thì đọc thành thanh mấy? Thành thanh 2 là ú. Ừ, đúng nhá. Nếu như không to thì gọi là ú tả. Còn hảo nó là thanh 3 thì ta vẫn đọc nguyên là phủ hảo. Phủ hảo nhá. Phủ hảo. Rồi, tiếp theo ta có bộ khẩu nào. Đọc là gì? Khẩu. Lấy cùng nói. Khẩu. Khẩu. Bộ khẩu nó về cái miệng. Khẩu. Người ta vừa viết rồi đây viết lại. Mở miệng sẽ gọi là khai khẩu. Khai là mở, khai khẩu. Thế theo ta có từ bạch nó về màu trắng là gì? Phải. Phẩy này, sổ này, ngang gập móc. Ở đây ta lưu ý có một nét móc nhé. Ở đây họ in hơi mờ mờ, ta nhìn không rõ, thấy có tô đỏ ở đây. Ngang bên trong và ngang đóng đọc là phải. Phải. Đọc lên cái chữ phải cho thầy. Và người da trắng nó gọi là bạch nhân thì tiếng Trung nó gọi là gì? Phái rấn. Ừ. Phái rấn. Tiếp theo ta viết lại bộ nữ nào, đọc là nhủy. Ta nói nhủy. Nhủy. Nữ nhân là gì? Nhủy. Nhủy rấn. Tôi là con gái là gì? Ủa sư nhủy rấn. Ủa sư nhủy rấn. Này. Rồi, ta viết sang chữ nỉ nhá. Nỉ nào. Trước là bộ nhân đứng này, bên trên ấy, bên trên thầy có khoanh đây, ta nhìn nó có rõ không? Bên trên là bộ mật, nó về bí mật đọc là mỉ. Bên dưới là bộ tiểu, nó về nhỏ bé đọc là xẻo. Ta cũng nói xẻo. Cái không nhỏ ta gọi là gì?
phủ xẻo, vậy tiểu nhân gọi là gì? Xẻo rấn, đồ ăn vặt gọi là xẻo gì? Xẻo trư, trư là ăn thì gọi là xẻo trư, trư phạn đấy ạ, ăn cơm xẻo trư. Tôi viết chữ xẻo đi. Này. Rồi, tôi biết rằng từ khảo là tốt, trước là bộ nữ, sau là bộ tử, đọc là khảo, nó cũng nói khảo khảo. Rồi tôi biết rồi. Tiếp theo tôi biết chữ khảo là tốt rồi nhá, bộ nữ và bộ tử, tức là đẻ con gái trước đẻ con trai sau thì là tốt, thì là khảo. Rồi viết lại chữ mã là mã nào, mã là con ngựa, thế ngựa tốt tôi gọi là gì? Kháo mã nhá. Hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba trước phải đọc thành thanh mấy? Thanh hai. Khảo ta đọc thành kháo, ta nói kháo mã.
Ta viết xong bài số 2. Khi viết xong bảng bộ rồi ta viết những cái sách này rất là nhanh. À, bộ ngôn ta đã viết đã gặp rồi đúng không? Đọc là gì ạ? Đọc là gì? Dán đúng rồi, đọc to lên. Dán. Dán. Chấm ngang gập và móc. Đây là một nét nhá. Dán ta viết bộ ngôn. Những cái từ mà liên quan đến ngôn ngữ thì bao giờ cũng sẽ có bộ ngôn này, ví dụ như từ nói chẳng hạn. Từ xua ấy là sẽ có bộ ngôn. Là ta viết bộ ngôn đi đã. Nếu chưa muốn mở rộng thêm nhiều, chúng ta mở rộng nhiều nó không có cái logic ấy, nên nó sẽ khó nhớ. Chứ khi ta học cao rồi thì chúng ta thích học chữ nào cũng được, mình sẽ tự do hơn. Tiếp theo bộ tâm đứng chấm sổ và chấm ở bên cạnh đọc là gì? Xin, đây cùng nói xin xin Thầy ơi, chữ này có thể hiểu là chuyển thể của chữ tâm móc phải không ạ? đúng rồi là chính là chữ tâm nằm, thế gọi là bộ tâm nằm nên bộ tâm đứng. Xin đúng rồi đạt nhá. Đi đâu rồi, tiếp theo ta viết xong bộ hữu nào, nói về sự lặp lại. Ngang gập phẩy là một nét, tiếp theo nét mác đọc là hiểu, leo đọc mạnh như này, hiểu Hiểu. hiểu Hiểu. à, tiếp viết hiểu. Đây là một nét, đây là một nét, không không sao cả, đừng có cắt nhau là được, đừng có đan cắt hình chữ X thì được. Tiếp theo bộ xích hay còn gọi là bộ chim chích, phẩy phẩy xong sổ, đọc bộ này là gì? Chữ, đúng rồi, chữ, bộ xích. Nói về bước ngắn đấy, từ những bộ này nó sẽ nói về bước ngắn.
Rồi, tiếp theo ta sang bộ phụ, nói về bố. Ta nghe thấy mô tả một chút nhé, vì trên này nó có một bộ nữa đi kèm nhé, chữ bát đấy. Phẩy với chấm ở đây này, phẩy với chấm ở chỗ khu vực này này. Chữ này là chữ ba, là bát, là số 8 đấy. Chính là chữ bát nhá. Sau đó phẩy và mác, phẩy và mác nó không phải là bộ. Nhưng mà khi mà chữ bát kết hợp với phẩy và mác, ta thành chữ phụ, là phụ, là bố. Ta cũng nói phụ. Ví dụ phụ thân chẳng hạn, gọi là phụ chin. À, ví dụ anh ấy là bố tôi chẳng hạn, ha su của phụ chin. À, phụ chin, à, phụ chin là bố. Ở trong tiếng Trung họ chỉ nói là ủa với nỉ với tha thôi, chứ không có nói là cô dì chú bác hoặc xưng hô đâu. Cái đại từ nhân xưng nó khác với tiếng Việt chúng ta. Chúng ta đã gọi là bố là một câu bố, hai câu bố, chứ không tự nhiên là đang bố lại thành tha là không được. Đấy, nhưng tiếng Trung mà không thế, tiếng Trung họ papa thôi, họ vẫn nói tha bình thường. Tức là tha sủa phủ chin là câu nói rất là bình thường. Do thói quen sử dụng, không không liên quan đến văn hóa tôn trọng hay không. Tiếp theo bộ chấm thủy. Bộ chấm thủy nghe thấy mô tả một chút này. Chấm chấm là ta viết từ trên xuống dưới là đúng rồi. Nhưng nét thứ ba ấy không phải chấm từ trên xuống dưới, mà phải hất từ dưới lên trên. Hất từ dưới lên trên, đọc bộ chấm thủy là sẩy, ta nói sẩy. Sẩy. Rồi, ta viết bộ chấm thủy. Thầy ơi, Đây, em hỏi đi. giờ em phải ra ngoài ạ, thì có gì em xin phép ala rồi em vào lại sau ạ. Ok, gặp nha. Được không? Em Rồi. thầy ạ. Trên. Lan được gặp. Đó, tiếp theo, ta viết sang từ Hán ngữ nào. Bây giờ bộ chấm thủy này, kết hợp bộ hữu để tác dụng về học bộ. Đấy, bây giờ nó sắp phát huy tác dụng. Thì đấy, ta ghép hai cái bộ này với nhau. Thì nó ra một chữ. Đúng không? Đúng không? Là chữ yêu là hữu. Bởi vì sắp lại rồi. Ví dụ yêu là hạn hồi yêu lái là tôi lại đến rồi. Thì cái đấy là đơn lẻ của chữ hiệu, nhưng ghép bộ chấm thủy với chữ hiệu nó được từ khản là Hán. Tất nhiên từ khản đây là từ Hán giản thể, còn phồn thể sang bài 1 thì sẽ hướng dẫn, đây chưa phải bài số 1, đây mới phần tập viết thôi. À, kết hợp với chữ ngữ, ngữ là trước có bộ ngôn, sau chữ ngũ và bộ khẩu là chữ ủy, thì khản ủy là Hán ngữ, có nghĩa là
tiếng Hán lớp cũng đọc khả nhủy, khả khả nhủy. Ví dụ tôi học tiếng Hán là gì? Của xuế khả nhủy, lớp nói to, của xuế khả nhủy. À, ta viết chữ khả cho thầy nào, viết chữ khả, viết chữ ủy. Tốt nhất tôi viết một chữ khả, viết một chữ ủy, viết một chữ khả, viết một chữ ủy cho thầy. Từng bước viết của nó đấy. Rồi, khả nhủy từ ghép ta viết hơi lâu một tí, cố gắng. Thì làm sao được khi nhìn đến chữ này đọc được khan nhủy, thế là vui rồi, chứ còn có quên là chuyện bình thường nhá. Hán, Hán là gì? Hán là dân tộc Hán. Ngữ là gì? Ngữ là ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ của dân tộc Hán người ta gọi là Hán ngữ. Thì tại sao tiếng Trung người ta lại gọi là Hán ngữ? Bởi vì là người ta lấy tiếng Hán làm tiếng phổ thông, và ở Trung Quốc thì 80% là dân tộc Hán, gọi là Khản chú Hán tộc. Nhưng mà những nước mà giáp chúng ta thì người Hán ít lắm, người dân tộc là chủ yếu. Nếu như ở Việt Nam mình cũng đông dân tộc đấy, nhưng mà mỗi dân tộc ấy thì số lượng dân họ ít. Nhưng ở Trung Quốc thì cũng một dân tộc đấy, nhưng số lượng dân họ đông. Cả cái thành phố ấy, dân tộc Choang chẳng hạn đấy, ta khu thì chúng ta sang Quảng Tây nhiều người họ dân tộc Choang lắm, gọi là Choang chú. Nó kiểu chúng ta thấy người Mông thì ở Hà Nội ta ít gặp, thì chúng ta mà đi các nước ở thế giới người Mông nhiều chứ có phải ít đâu, họ có ngôn ngữ riêng. Rồi, tiếp theo ta viết từ ma là bộ khẩu. Bây giờ ta ghép hộ khẩu với chữ mã thành chữ ma, là một trợ từ nghi vấn dùng để hỏi. Ta cũng nói ma, hảo ma, ní hảo ma, của khẩn khảo. Đúng rồi, ta viết chữ ma nào, đơn giản thôi. Chữ ma là câu trần thuật, đặt chữ ma cuối câu là thành câu hỏi. Tất nhiên là chữ ủa ta phải sửa thành chữ nỉ, bởi vì khi hỏi là hỏi bạn đúng không, hay là nỉ.
chứ không cứ để nguyên ủa đấy thì thành là tự mình hỏi mình thì không được. Nó thay bộ khẩu thành chữ bộ nữ thì lại thành chữ mẹ, đọc là mama, đang cùng nói mama mama hảo má của khấn khảo, đúng rồi, ta có thể ghép được rất nhiều câu, quy luật ghép giống tiếng Việt không có gì cả, chúng ta cứ ghép đại đi, sai thì thầy sửa cho. Cố gắng mỗi từ mới này về nhà ta tự nghĩ ra một ví dụ, có thể viết bằng tiếng Trung hoặc viết bằng phiên Latin đều được, chụp ảnh gửi cho thầy viết ra. Có làm thầy mới sửa được, chúng ta không làm cũng không cậy mồm không ra chữ được. Thì cố gắng thôi. Mama. À, tiếp theo bộ phụ là bố, người ta ghép thêm một chữ, thực chất là bên dưới nó cũng có một chữ, nó là chữ pa, người ta nhìn sang phần này. Đấy, chữ này đứng một mình ấy, nó cũng là chữ pa. À, pa nói về họ ba thôi, đọc là Ba. ba. À, là cái viết chữ ba đây, cụ ba đang gập sổ cuốn móc ba. Trông mong, mong đợi, mong chờ, ngóng trông thì lên nghĩa của bộ ba. Ba. Ta viết riêng bộ ba đã.
được ghép vào, trên là bộ phụ, dưới là chữ ba, thành chữ ba bảo là bố. À, thầy viết sang chữ ba bảo. Ba bà hảo, nói cho thầy là ba bà hảo. À, ba bà chi thiên hảo má, ba bà hân hảo, của khấn khảo. Rồi, xin thiên là hôm nay, bố hôm nay có khỏe không? Mình thiên là ngày mai, hôm qua là gì? Chúa thiên. Ừ, chúa thiên đó. Thầy bảo viết trước từ là như thế nhà, mà thầy gửi hướng dẫn viết trước, nhớ viết trước. Còn nếu mà không làm được thì khó. Rồi, tiếp theo ta viết sang từ anh trai là cơ cửa. Ta cùng đọc cơ cửa. Từ cơ cửa thì trước khi viết từ cơ cửa ta viết bổ sung cho thầy một chữ. Chữ này này, chữ này là chữ khả. Đây. Cửa. Khở, thanh ba nhé, khở. Khả, nó về khả năng, khở. Ngang, ngang gập, ngang số mắt cửa. Cửa là khả, nó về khả năng nhé. Khả này, đồng ý, bằng lòng này. Tiếng Việt ta hay nói là khả dĩ, dĩ là có thể. Đấy, xong ghép hai chữ khả với nhau, chồng với nhau thành chữ cơ cửa. Và đại ca là gì? Ừ, tả cưa. Ừ. Hoặc là anh ơi chẳng hạn, cưa kiểu thế, tả cưa. Anh trai.
Ta có từ tỷ tỷ, đệ đệ là em trai, chấm phẩy, ở đây cũng là bộ bát. Anh lưu ý nhá, cái phần này này, cái phần này bên trên này này, nó cũng là bộ bát, nhưng bộ bát viết ngược. Thế còn bên dưới cái phần này nó là chữ gì, người ta viết riêng một chữ này cho thầy. Bộ này trong quyển bảng bộ thầy đã mô tả rồi đấy, nó là bộ cung, nó về cung tên. Cung. Cung G đọc thành cờ nhá, cung, bộ cung nó về cây cung, cái cung đấy. Ngang gập này, ngang ngang gập móc 3 nét đấy nhá, phải hết sức lưu ý, ngang gập, ngang sổ, ngang gập móc cung. Viết bộ cung, viết cung tên. Rồi, viết xong bộ cung rồi, ta mới ghép xong viết sao từ tỷ tỷ. Ta cùng nói tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Rồi, ta viết đi. Cứ vừa viết vừa đọc, viết một dòng có thể thôi là được. Tiếp theo ta có từ mẩy mẩy là muội muội, đọc có thể là này, mẩy mẩy thì trước là bộ nữ, đằng sau bộ nữ thì nó là chữ quẩy, là vị, nghĩa là trước, thì cách viết chữ quẩy này quẩy ngang ngang sổ phẩy mác. quẩy. Chữ quầy này, chữ quầy này nhé, là vị là chưa, nhưng mà chữ quầy này được ghép về hai bộ, một là chữ nhất, nhất là cái màu xanh này này, hai là bộ mộc, bộ mộc đó có gì mủ ở trên là nhất, tức là mộc đấy nhá, đấy Quẩy. quầy, vị nghĩa là chưa, ta viết chữ quầy trước, ví dụ như tương lai chẳng hạn, nó gọi là quầy lại.
Rồi, thế người ta thêm bộ nữ vào đằng trước đúng không? Thì sẽ thành từ mây mây, muội muội. Tiếp theo ta có từ khẩn là rất, nãy đọc mãi bây giờ không biết đang cũng nói khẩn khẩn, trước có bộ xích hay gọi là bộ chim chích, đằng sau ta có bộ cấn, nó về sình choàng mộc mạc đọc là nó nói cẩn. Đó, thì ta viết luôn cả chữ khẩn đi, nhớ là có hai bộ nhá, đằng sau đọc là cẩn thì có ghi chữ màu đỏ bên dưới này đây, nhớ ghi chép đầy đủ vào. Khẩn với cẩn nghe đọc có giống nhau không? Nó gọi là từ mượn âm đấy. Trong tiếng Trung thì 80% chữ Hán là từ mượn âm là chính. Chứ tượng hình chỉ có 10% thôi. Còn 10% nó là hội ý. À, thế thì... đúng rồi. Còn thống kê nó không cụ thể lắm, nhưng đa phần là từ tự thanh. Cần. Tiếp theo ta có từ máng là bận, bộ tâm đứng này, đằng sau ta có từ oáng là vong là mất, ta cùng đọc máng oáng úa khẩn máng nỉ máng ma của phụ máng, hiểu không? Hiểu là được, học ngoại ngữ hiểu là được. Bộ tâm đứng là chữ oáng là vong, ta biết đấy ạ.
Máng. À, viết chữ máng đấy ạ. À, thế chào, ta có từ quá là có gì? Thải, nó động mạnh nhiều. Thải, thải, đại thêm dấu chấm và thành chữ thải. Và thải để ghép với từ tử, ta gọi là thái tử, gọi là gì? À, thải tử, à, thải tử, thái tử, thải là quá đấy. Thế quá tốt là gì? Thải hảo à? Thải hảo. Rồi, nhà với từ thải thì... Thấy không? Từ tha là anh ấy. Tha, trước là bộ nhân đứng này, đằng sau bộ nhân đứng ta có từ dễ, âm tiếng Việt là dạ, nghĩa là cũng, ta cùng nói dễ. Ní hảo ma của khấn khảo. Nỉ nơ của dễ khấn khảo. Rồi, thì biết chữ dễ, tha cho ta.
À. Theo nếu như không phải là anh ấy thì ta sẽ có từ là cô ấy, thì cũng đọc là tha thôi, hai từ đọc y như nhau, không khác như nhau cả, vẫn đọc là tha, đừng có đọc khác đi, đọc khác là thành sai nhé. Bộ nữ và chữ dể thì thành chữ tha là cô ấy, ta cùng nói tha tha. Vẫn là bộ nữ và chữ dể thôi, từng bước một như thế này. Thứ ba là mẹ tôi chẳng hạn, nó nói là gì? Tha sư của mama. Tha sư của mama. Rồi, tiếp theo ta sang từ tiếp. Từ nam nói về đàn ông. Thì đây nhá, bên trên nó có một từ là từ điền nói về ruộng, đọc là thiến, ta cũng nói thiến. Trồng ruộng ta gọi là trũng thiến. À, dưới chữ thiến ta có bộ lực nói về sức lực, đọc là lỷ. Thì nhân lực ta gọi là rấn lỷ. Ở Hán Việt nó giữ nguyên cái thứ tự sắp xếp, ta gọi là rấn lỷ. Rấn lý tả tức là nhân lực lớn, tả là lớn không đấy. Nếu viết chữ thén chữ lỷ không viết ghép lại chữ đán là nam, tức là đàn ông thì phải có ruộng và có sức lực, từ ngày xưa đâu có quan điểm đấy rồi. À, viết thuốc này.
Vậy, của sự nam nhân. Tôi là con trai. Nì sự nữ nhân. Nếu là con gái. Rồi, đấy. Tiếp theo. Cũng đọc là nán nhưng chữ nó viết khác, thế nên thầy bảo tại sao tiếng Trung mà cứ đọc một chữ không không biết nó là chữ gì, vì cũng đọc như thế nhưng chữ nó khác, là nghĩa nó khác, là chữ này là nán này là nghĩa là khó, đọc y hệt như nhau. Đằng trước người ta có bộ hiệu thì quy tắc nhường nét cho nhau, nét mác nó chuyển thành nét chấm nhá, quy tắc nhường nét cho nhau, nét mác nó chuyển nét chấm, chữ hiệu lúc đấy nó là nét mác, bây giờ nó chuyển thành nét chấm, đây cũng vẫn là bộ hiệu. Còn đằng sau bộ hiệu nó sẽ có bộ bán duy, nó về chim đưa ngắn, đọc bộ này là tray. Ta nói tray, tray. Thầy biết chữ nán đó thầy. Ú thải nán là gì? Không khó lắm, tôi đâu chẳng liên quan đến tôi. Cả lớp đọc cho thầy này. Khả nhủy nán ba. Nhủy ú thải nán. Ú thải nán, đúng rồi, thế nán đúng đây. Rồi, đây xong chữ nán chưa? Không khó là củ nán, còn không khó lắm là nói thế nào nhỉ? Phú thải nán, đọc lại cho thầy này. Phú thải nán. Tại sao phải đọc là phú? Bởi vì thải là thanh bốn nên ta đi về thanh bốn, à chữ nán, à chữ gọi thải là thanh bốn nên từ phú đi về thanh bốn mới đọc về thanh hai. Đọc là phú thải. Đọc cho thầy này. Phú thải nán, phú thải nán, rồi rồi tạm thời.